Thôi đi làm đi lên đi, để ba lao nhà cái chỗ này cho. Ba nói vậy đâu được, ba lên nghỉ đi, con là con dâu mà, để con lao dọn dưới này cho nha. Trời ơi, chi cho mắc công vậy, hai người đi làm về mệt cứ nghỉ đi, để anh lao dọn cho. Thôi để ba làm cho hai chồng bữa, đi đi. Ba thôi để con làm, con phụ nữ mà, mấy cái chuyện này để con lao. Dạ. Hôm nay là ngày gì vậy? À, con nay ngày gì vậy? Mọi người dành nhau làm việc nhà vậy? Chú. Có gì lao dọn cái này thôi mà. Ê, ê, cái gì vậy Phúc? Chú làm gì vậy? Chú bỏ xuống, chú bỏ xuống. Này. Bỏ xuống. Xúc phạm gì ba? Trời đó, cái này con biết là cái gì không? Nhật ký của mẹ con. Mà con là con mà nó đọc sao được? Chú. Chú không được vậy nha. Mình lớn rồi. À. Cái này là quyền riêng tư của mẹ, chú không có được đụng vô. Chú bỏ xuống cho tôi. Quỳ. Bỏ xuống. Của mẹ mà. Ai xì hơi vậy trời? Phòng này có mình mà. Trời đất ơi, Hạnh ơi Hạnh. Dạ. Sao tự nhiên con chui vô phòng của mẹ rồi con xì hơi trong đây là sao? Bữa nay không biết cái gì mà tự nhiên ba con á mua cho mẹ hai cái vé có kẻ luôn. Bây giờ mẹ sửa soạn mẹ đi nè. Wow, thích nha. Ừ. Trời ơi, đúng rồi đó mẹ. Mình phải đi ra ngoài mình chơi vậy đó, cho con người mình nó tươi trẻ lên, lúc nào cũng vui vẻ hết trơn á. Mẹ mẹ. Hả? Con đưa tiền mẹ nè. Chị. 1,5 triệu. Cầm lấy 1,5 triệu này, muốn mua cái gì mua, muốn ăn cái gì ăn. Dạ. Yeah. Cũng cho mẹ luôn. Dạ. Yeah. Cảm ơn con nghe. Hạnh ơi Hạnh. Dạ. Sao tự nhiên con chui vô phòng của mẹ rồi con xì hơi trong đây là sao? Vậy thấy cô rồi xuống. Ra được không vậy? Trời ơi, mày quá quá dạ. Đi tự nhiên coi chừng đó. Trời ơi, cái thân con voi vậy mà leo đây rồi gãy tủ tôi thì sao không biết nữa. Ngọ quá chịu không nổi. Tính nín thở mà sao nó xì ngọ quá. Người này gì ạ? Hả? Dạ. Nhìn mò mẹ cái gì? Phải, tại vì mấy hôm nay con thấy mẹ cứ buồn buồn hoài à. Không biết mẹ buồn chuyện gì thì ra là mẹ viết nhật ký. Hay quá, rồi mấy người đi thám tử tư đó hả? Thám tử mà leo vô phòng ta rồi cái xì hơi cái người ta biết hết rồi. Con không có làm được cái chuyện gì đó nên thân nên hồn hết trơn. Mẹ. Cái gì? Mẹ buồn cái gì? Có con đây nè, mẹ tâm sự với con đi. Hồi nào giờ có gì mà mẹ giấu con đâu. Không có tâm sự với ai hết trơn. Chuyện này là chuyện của tôi, không được rình mò tôi. Mấy người mà rình mò tôi được cho nhịn đói. Đi ra, đi ra. Mẹ. Đi ra. Con với mẹ, mẹ cũng giấu con nữa hả? Này, chuyện riêng tư của mẹ, con không có nên biết. Trời đi, ơi, đi. Mẹ đi đối xử với Đức Hạnh con mẹ vậy sao đi mẹ? Ra, đi ra, đi ra, đi ra. Mẹ ơi. Đi ra, đi ra, đi ra. Con lúc nào cũng lắng nghe mà. Không. Mẹ. Chuyện riêng tư của mẹ. Mẹ. Trời ơi, tao đang có cảm xúc tao lên tao viết nhật ký. Nó làm cho mất hứng hết trơn á trời à. Bởi vậy đời bất bình đẳng, cho nên đừng bao giờ kéo thẳng đường cong. Vậy nói nghe nè. Gì mình? Vậy đi nói nghe nè, giờ này còn ngủ gì nữa em? Sao nói đi em nghe mà. Trời ơi, anh lo cho bà bé Năm lắm. Mà bé Năm là ai? Mẹ anh chứ ai. Sao vậy? Mẹ bị gì vậy? Hả? Mẹ sao vậy anh? Hả? Mẹ nặng lắm hả? Nặng? Mẹ sao nói nghe coi. Mẹ. Trời, chết rồi mẹ. Mẹ viết nhật ký. Hả? Mẹ anh viết nhật ký. Ủa? Viết nhật ký bình thường thôi mà làm gì khóc dữ vậy? Trời
trời ơi, em biết rồi. Mẹ anh từ nào đến giờ là chữ nghĩa, bà yếu lắm. Làm gì mà có vụ giết lách ở đây nữa. Tự nhiên bây giờ giết nhật ký, mà hỏi hoài không chịu trả lời là tại sao lại giết. Buồn cái gì, giận cái gì, không nói luôn. Không biết bị cái gì nữa, giờ rầu gần chết rồi. Lo cho mẹ lắm luôn á. Hay là mẹ đang giết gì mình? Trời, ông lo cho mẹ ông ghê. Con về rồi nè cả nhà ơi. Ủa? Ôi, mới về con. Ba. Bữa nay con làm ở phòng khám có đông khách không con? Dạ, cũng được ba, bệnh nhân cũng đông. Cũng đông ha? Dạ. Ủa, ba, em à. Anh. Ủa, sao vậy tự nhiên về hai người mới đi làm về sao không đi nghỉ đi mà? Ở con nó làm gì vậy? Con bình thường, một ngày như mọi ngày con bước ra. À, thôi hai chồng đi vô nghỉ đi, để ba ngồi nghỉ đi ba. Đâu có cần chi ba, con xuống đây con lau dọn cái khu vực này. Vậy hả? Dạ. Thôi đi làm, đi lên đi, để ba lau nhà cái chỗ này cho. Ba nói vậy đâu được, ba lên nghỉ đi, con là con dâu mà, để con lau dọn dưới này cho nha. Trời ơi, chi cho mắc công vậy, hai người đi làm về mệt cứ nghỉ đi, để anh lau dọn cho. Thôi để ba làm cho hai chồng bữa, đi đi. Ba thôi, để con làm, con phụ nữ mà, mấy cái chuyện này để con lau. Dạ. Hôm nay là ngày gì vậy? À, con nay ngày gì mà mọi người dành nhau làm việc nhà vậy? Chú. Thôi thì lau dọn cho này thôi mà. Ê, cái gì vậy Phúc? Chú làm gì vậy? Chú bỏ xuống, bỏ xuống. Xúc phạm. Bỏ xuống. Xúc phạm gì ba? Trời ơi, cái này con biết là cái gì không? Nhật ký của mẹ con. Mà con là con mà nó đọc sao được? Chú. Chú không được vậy nha. Mình lớn rồi à. Cái này là quyền riêng tư của mẹ. Chú không có được đụng vô. Chú bỏ xuống cho tôi. Quỳ. Bỏ xuống. Của mẹ mà. Mọi người nói gì vậy? Đây là cuốn sổ ghi chép của con mà. Phải không? Sổ ghi chép của con của mẹ cái gì? Nhật ký cái gì? Ủa vậy là. Ủa? Sao nó giống nhau? Ủa sao y chang luôn vậy? Hai cuốn giống y chang. À không. Của mẹ con là nhật ký đời tôi. Có cái bìa nó có gì? Ơi, có chữ đời tôi. Sao ra đâu ra giống dữ vậy? Mà giống nhau đúng rồi. Tại trường con tặng một cặp. Con sử dụng một cái. Còn cái con cho mẹ mà. À hả? Trời ơi, tưởng cái chuyện gì chứ. Mọi người làm thấy ghê à. Thôi con đi làm á. Còn chuyện việc nhà thì nhường nhịn nhau đi. Mắc gì phải giận trời. Phân công là được rồi. Thì thôi chắc anh lên phòng. Hai chồng ở đây ha. Ba tự nhiên cũng thấy mệt. Hai chồng tự phân công nhau chuyện dọn giúp mẹ ha. Dạ ba mệt ba cứ vô nghỉ đi ba. Dạ. Ô sao tự nhiên ba mệt ngang xương vậy trời. Ba lớn tuổi rồi ba mệt ba có sao đâu. Thôi vậy em làm đi nha. Anh em đi làm nguyên ngày đó. Em cũng hơi bị nhức đầu á. Thôi anh lo nhà giùm em nha. Ba ơi, con có chuyện này con muốn bàn với ba này ba. Ủa sao nãy giờ hai người không bàn? Tự nhiên giờ bàn lượt vậy trời. Việc nhà là việc của mẹ. Mà đi giành việc của mẹ không được vậy là hổn lắm. Em ơi, anh cũng có chuyện muốn bàn với em nè. Ba ơi. Ba gì vậy? Anh tặng em hai vé này. Hai vé này em thích lắm đây. Ồ, vé cải lương hả? Ờ. Sao hôm nay tốt bụng mua vé tôi coi vậy? Không có. Đi ngang thấy ta buồn mua vé quá. Tội mua ba cái gì mà mua cái tuần gì vậy? Sao nó cải lương? Tuần này em tao cải cho tôi nghe. Tôi thấy bà thích cải lương. Mua cho bà hai vé tặng cho bà đi coi nè. Sao? Bà lên sửa soạn đi. Hai tiếng nữa ta hát rồi đó. Trời ơi, vậy là ông đi với tôi phải không? Không. Tôi có việc bận. Ra không có đi với bà được, bà lên rủ Hạnh đi với tôi, đi với bà đi. Nhưng mà nó nghe nè, ở nhà công chuyện rồi rửa chén nè, rồi giặt đồ, phơi đồ chưa có làm xong mà đi đâu. Để đó, tôi làm cho. Vậy hả? Cảm ơn ông nghe. Đi con gái lừa đó, đi. Con gái lừa. Chừng sao nhảy tung tăng, đi lẹ đi.
ta có hành động. Mẹ. Ủa trời sao nay mày vui vậy? Biết sao không, bữa nay không biết cái gì mà tự nhiên ba con á mua cho mẹ hai cái vé của kẻ luôn. Bây giờ mẹ sửa soạn mẹ đi nè. Thích nha. Trời ơi, đúng rồi đó mẹ. Mình phải đi ra ngoài mình chơi vậy đó, cho con người mình nó tươi trẻ lên, lúc nào cũng vui vẻ hết trơn á. Mẹ mẹ. Hả? Con đưa tiền mẹ nè. Chị, 1.500.000. Cầm lấy 1.500.000 này, muốn mua cái gì mua, muốn ăn cái gì ăn. Dạ. Yeah. Cho mẹ mua. Dạ. Cảm ơn con nghe. Nhưng mà mẹ nói nè, đi coi thì một vợ cũng phải mấy tiếng, rồi con chuyện nhà ai lo? Con lo. Mẹ có con dâu làm cái gì? Con lo cho, mẹ cứ đi chơi thoải mái nha. Con lo. Dạ. Con nói vậy là mẹ yên tâm rồi. Ok. Cảm ơn con dâu. Mẹ đi nha. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ kêu con hả? Ừ, anh. Bữa nay ba con mua cho mẹ hai cái vé coi cái lương. Con đi với mẹ nha. Con đi đâu được đâu. Sao vậy? Trời ơi, con công chuyện tùm lum tùm lá. Mẹ ơi, mẹ đi đi, mẹ đi mình mẹ đi. Mẹ rủ bạn mẹ đi đi. Ê, nè. Cái gì vậy? Này à, cho mẹ. Thôi, vợ con cho mẹ rồi. Con không có đi làm mà tiền đâu cho mẹ. Con này tiền riêng mà cho đó. Vậy hả? Cầm đi. Thương quá à. Đi siêu thị. Ừ, cảm ơn con nghe. Mua đồ mình thích. Dạ. Yeah. Nhớ mua đồ ăn cho con nữa nha. Được rồi, vậy con không đi không? Mẹ rủ bạn mẹ đi. Rủ mẹ đi đi. Cảm ơn con nghe. Vậy nha. Ừ, rồi chứ. Khi nào đi nói con nha. Rồi, rồi, rồi. Con đi ra. Rồi ra đi con. Dạ. Coi cái mặt cái gì cho nó đẹp. Ai đó, vô đi. Ủa, mẹ đang trong đây hả? Mẹ chuẩn bị đâu hả? Phúc, hôm nay mày đi coi hát. Ủa vậy hả? Ừ. Vui ta. Con chở mày đi nha. Dạ. Chân con còn bị đau. Vậy hả? Hay là mày đi taxi đi. Đây, con cho tiền mày đi taxi nha. Trời ơi, dễ thương quá, cho tiền mẹ hả? Dạ, lâu lâu á mẹ mới đi coi hát rồi mẹ ngồi taxi chạy vòng 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 thành phố ngắm cảnh nha. Thương quá, cảm ơn con chạy nha. Dạ. Coi vui vẻ nha mẹ. Ừ, mẹ đi vui vẻ. Thích quá đi. Chân đau đi nhẹ nhẹ thôi nghe con. Dạ. Trời ơi, bữa nay là cái ngày gì càng phải mắng vậy trời. Ai cũng cho mình tiền hết. Vừa được đi coi hát, vừa được đi mua sắm tích quá. Trời ơi. Trời ơi. Ủa trời, chú Phúc. Trời ơi, làm sao chịu hết rồi. Trời ơi, chừng ông này mất lịch sự giấy sự. Ủa, đi núp mà còn xì hới là sao? Cái gì mà quý một nhà chú với cái thủ vậy? Quên. Trên 50, trên 50. Trên 50. Vậy có cần mình làm gì nữa không? Xong chưa? Không có ổ khóa nào có thể làm khó Mr. Danny. Trời ơi. Xong chưa? Xong chưa? Trời ơi ông ơi, ông xong ông làm hết rồi mới biết. Ông làm quay đầu rồi nữa. Quay đầu rồi nữa. Vậy bà,
ghê ta. Ghê dữ vậy? Viết cái gì ba? Ba để ba đọc. Cuộc đời mình như một đường cong to tổ bố. Thịt heo hôm nay 90 ngàn một ký, dầu tháng 45 ngàn một chai. Của gì kỳ? Coi ba. Đời bất công nên đường công cứ công hoài. Cải xà lách tăng thêm 500 đồng một lọ. Chanh 2.000 một trái. Cổ gì? Tôi mượn ba chú. Đường công đã thẳng, nào ngờ mình lại mua. Gì đâu mà. Con gà 200 ngàn, tốn thêm 10 ngàn ớt hiểm. Sao? Giờ này cả nhà nghiên cứu giá cả thị trường luôn hả? Trời đất ơi. Tốn 1.500.000 của con rồi. 1 triệu của em. Trời đất ơi. Anh tốn 500 ngàn. Tôi hai cái vé cải lương. Trời ơi. Còn tiền sửa khóa của tôi. Ờ ha.